Bọn giặc gầm lên: chồng mày đâu? Đồng đội mày đâu? Chỉ lắc đầu: tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh: báo! Khoan, xin hãy chờ tôi trong giây lát. Rồi chỉ gượng đứng lên giành lại đứa con trong tay giặc. Nước mắt trào tuôn chỉ thầm gọi con vào. Đứa trẻ bị lôi ra khỏi vòng tay mẹ: chị không kịp gọi con ơi, thì loạt đạn sát nhân đã xuyên qua bầu sữa nóng của người mẹ. Khoảng trời lấy tiếng cười, giọt sữa và tấm lòng gửi lại quê hương. Ôi chuyến đi xa chỉ trở thành liệt sĩ.
vào mắt chị. Chúng nổ súng sau lưng rồi lặng lẽ rút lui. Dinh hân ơi, xứ sở này sâu đậm quá, lũ giặc không làm sao hiểu được lòng. Được nửa lời khải báo chỉ có